Xin được kính đến tổng thể lời hân hoan chào mừng thật đồng hậu cùng lời chúc một buổi chiều ôn học thật là hân hoan và phấn khởi. Thưa quý ông đạo, thì hôm nay chúng ta xin thông báo quý ông đạo học viên nhí của mình đó, thì xin thông báo cho quý em mình chuẩn bị những cái câu hỏi ngày mai chúng ta thi. Quý ông đạo ngày mai là thi học viên nhí thi chính thức luôn đó. Vậy vậy học viên nhí chúng ta chỉ cần ôn đó là câu số 1, câu số 2. Câu số 1 là trình bày thân thế, sự nghiệp cuối đời của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Câu số 2 là giải thích danh xưng Phật giáo Hòa Hảo. Thằng đạo nhí mình có làm dấu được chưa nè? Trình bày thân thế, sự nghiệp cuối đời của Đức Quỳnh Giáo Chủ, giải thích danh xưng Phật giáo Hòa Hảo, rồi âm tổ tiên cha mẹ, rồi quý vị viết lại nguyên văn hai bài cúng, bài cúng trước bàn thờ ông bà và bài cúng trước bàn thờ Phật, bài quy y và bài ngũ nguyện luôn đó quý vị, được chưa? Các bạn nhí mình nhớ không nè, ngày mai chúng ta thi chính thức rồi nha. Về chúng ta ráng học. Đó là thân thế sự nghiệp của Đức Thầy, giải thích danh xưng Phật giáo Hòa Hảo, ân tổ tiên cha mẹ, rồi hai bài cúng lại trong cái nghi thức cúng của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, bài cúng kính dân hương đó, bài bàn nguyện trước bàn thờ ông bà và bài nguyện trước bàn thờ Phật, được chưa quý vị? Thì đó là bạn nhí của chúng ta ghi chú bao nhiêu đó để ngày mai chúng ta thi. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ học qua cái câu thứ 7, Tam Bảo là gì? Chúng ta nợ những gì từ Tam Bảo? Muốn đền ơn Tam Bảo chúng ta phải làm sao? Mỗi người Tam Bảo là gì? Chúng ta nợ những gì từ Tam Bảo? Muốn đền ơn Tam Bảo ta phải làm sao? Mỗi tín đồ chúng ta phải làm gì? Với đúng câu là phận môn đệ phải lo dung quán. Thì cái câu này nó rất là dài với đồng đạo. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào định nghĩa Tam Bảo là gì. Câu số 7, Tam Bảo là gì? Thì trước khi với đồng đạo chúng ta đi vào cái câu này, chúng ta cũng có thể lấy cái giờ giảng nhập. Chúng ta lấy cái đề giảng nhập trong cái phần tứ âm đúng không đạo? Phật giáo Hòa Hảo là một nền tôn giáo dạy lấy việc báo đáp tứ âm làm căn bản tu hành. Thì trong đó có ba âm nó thuộc về vật chất và một âm vô cùng quan trọng nó thuộc về tinh thần, đó là âm Tam Bảo. Vậy thì âm Tam Bảo là gì? Bởi vì trong tứ âm này đó là âm tổ tiên cha mẹ, âm đất nước, âm đồng bào, nó thuộc về vật chất. Còn cái âm Tam Bảo là cái âm thuộc về tinh thần của đồng đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy cái âm tinh thần nó vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu mình tìm coi Tam Bảo là gì. Thưa quý đồng đạo, Tam Bảo theo Đức Thầy chúng ta dạy, Tam Bảo là Tam Bảo tức Phật Pháp Tăng. Mình định nghĩa gọn theo lời dạy của Đức Thầy nha.
tam bảo tức Phật pháp tăng. Phật pháp tăng. À, tam bảo là gì thì chúng ta trả lời tam bảo tức là Phật pháp tăng. Vậy thì Phật là gì? Phật là gì? Thưa quý ông đạo, Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ, Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ. Hay là chúng ta chứng minh theo lời dạy của Đức Thầy, chúng ta cho quý đồng đạo mình giải thuật nè. Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu giác sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ. Toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, nếu cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Hay chúng ta ghi cái chữ Phật định nghĩa trong giáo lý, trong từ điển đó, Phật là gì? Phật là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Phật là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta là định nghĩa là Phật. Phật giả là giác giả là tỉnh giả đó. Phật là bậc giác ngộ, bậc giác ngộ là bậc tỉnh thức dậy. Vì vậy cái đồng đạo định nghĩa cái nào cũng đúng hết trơn. Hay chúng ta định nghĩa theo chánh văn của Đức Thầy cũng được. Hay chúng ta định nghĩa theo từ điển đó, Phật là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Rồi Pháp là gì? Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ vô cùng. Ghi là Phật, thật là đấng, Phật là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn ha. Sáng suốt hoàn toàn. Phật là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn. À, Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hay chúng ta nói Phật là bậc đã, hay chúng ta nói Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng đó. Quý đồng đạo mình ghi cái nào cũng được hết. Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Rồi Pháp là gì? Pháp là lời từ kim khẩu của Phật thuyết ra để giáo hóa chúng sanh thì gọi là Pháp. Pháp ở đây chỉ chung cho kinh, luật luận. Pháp là lời của Phật thuyết ra. Lời Phật thuyết ra. Thuyết ra à, để giáo hóa chúng sanh. Phật, Pháp là lời của Phật thuyết ra để giáo hóa chúng sanh. Pháp là lời của Phật thuyết ra để giáo hóa chúng sanh, gồm có kinh, luật luận. Gồm có kinh, luật luận. Còn tăng là gì? Tăng là những đại đệ tử của Phật, bậc giới hạnh tinh nghiêm, dân hiểu ý Phật mà giáo hóa chúng sanh thì gọi là tăng. Tăng là đại đệ tử của Phật. Tăng là đệ tử của Phật. Bậc giới hạnh tinh nghiêm. Bậc giới hạnh tinh nghiêm. Không hề đó là chúng ta định nghĩa tăng. Tăng ở đây đó quý đồng đạo thấy rằng tăng tức là chỉ cho bậc đệ tử của Phật, bậc giới hạnh tinh nghiêm, dân ý Phật và giáo hóa chúng sanh, tức là tăng. Ở đây mình theo trong từ điển định nghĩa tăng là như người xuất gia.
Nhưng mà theo chúng tôi thiết nghĩ đó, tăng là cái người nào đó mà giới đức tinh nghiêm, hiểu thông Phật pháp, đem lời Phật pháp truyền bá cho mọi người cùng hiểu cùng tu, thì đó là tăng của đồng đạo. Tức là tăng là những người đã hy sinh tất cả danh lợi tình thế gian mà làm sao nó khuôn hòa chánh pháp, một lòng khuôn hòa chánh pháp, thì người đó gọi là tăng. Thì chúng ta định nghĩa Tam Bảo là gì, chúng ta nói gọn vậy thôi. Tam Bảo là Phật pháp tăng, Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu dứt sanh lên khỏi dòng trầm luân khổ hải. Và tăng tức là lời pháp, là lời từ kim khẩu của Phật thuyết ra để cho quá chúng sanh, gồm có kinh luật luận. Còn tăng là đại đệ tử của Phật, người đã giới hạnh tinh nghiêm, dân ý Phật mà giáo hóa chúng sanh thì gọi là tăng. Rồi ta nợ những gì từ Tam Bảo? Ta nợ những gì từ Tam Bảo? Có nghĩa là chúng ta nợ cái công ơn Tam Bảo như thế nào đó quý ông đạo. Thầy chúng ta nghe Đức Thầy chúng ta dạy nè, sanh ra ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ. Con người thầy chúng ta nhắc mình sao quý ông đạo? Chứ thầy chúng ta cho biết là con người đó, chúng ta đó là con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo cái sống cho mình ấy. Về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Có nghĩa là chúng ta nợ Tam Bảo đã khai mở trí óc sáng suốt cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại ta nợ Tam Bảo những gì, Đức Thầy dạy. Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo cái sống cho mình ấy. Về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, con người còn nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng khai mở trí óc phân co sáng suốt nè, nhờ đến sự giúp đỡ, sự giúp đỡ của Phật pháp tăng. Khai mở trí óc cho sáng suốt. Cái căn mà chúng ta đã hỏi Tam Bảo, tức là Tam Bảo đã khai mở trí óc sáng suốt cho chúng ta. Chúng ta nợ cái ân là Phật là sao? Ta thọ ân Phật. Chúng ta thọ cái ân của Phật là gì? Phật đã hy sinh tất cả quý đồng đạo với lòng đại từ đại bi, chế tâm đại hùng đại lực đại từ bi và quyết tu thành chánh đạo để cứu giúp chúng sanh. Cái âm của Phật gì? Chúng ta thọ cái âm của Phật vì ngài chế tâm đại hùng đại lực đại từ bi, chế tâm đại hùng đại lực. Ta thọ cái ơn của Phật vì ngài đã giới tâm đại hùng đại lực đại từ bi, từ bi quyết tâm tu hành, tu hành đắc hành Phật quả để cứu giúp chúng sanh. Quyết tâm tu hành đắc hành Phật quả cứu giúp chúng sanh. Đắc hành Phật quả. Chúng ta thọ cái ân của Phật vì Đức Phật là bậc đó là giới tâm đại hùng đại lực đại từ bi, quyết tâm tu hành để đắc hành chánh quả mà cứu vớt tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta thọ cái ân của Phật. Và pháp gì quý đồng đạo? Chúng ta thọ cái ân của pháp vì pháp đã đánh thức giác ngộ, đánh thức giác ngộ. Nếu không có pháp thì lấy gì chúng ta biết ý thức mà giác ngộ tu hành? Họ cái âm của pháp vì pháp đã đánh thức giác ngộ. Nếu không có pháp ta mãi luân hồi. Nếu không có chánh chúng ta phải đợi chúng ta chìm sâu trong cái biển khổ. Nhờ có cái chánh pháp mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta có, chúng ta tu học
À, hôm nay chúng ta nợ cái ta cái công ăn của pháp đó, là vì giáo pháp là sẽ giúp cho chúng ta ý thức giác ngộ. Nếu không có chánh pháp thì chúng ta mãi mãi chìm đắm trong cái biển khổ, mãi luân hồi. Rồi thọ cái ân của tăng, thọ cái ân tăng, vì các ngài đã hy sinh tất cả danh lợi tình để mà khuôn phò chánh pháp, nêu cao cái ngọn đèn chánh pháp soi gọi dẫn đường cho chúng ta. À, thọ cái ân của tăng, ngài đã hy sinh của tăng, vì các ngài đã hy sinh tất cả danh lợi tình để mà khuôn phò chánh pháp, để mà kết nối duy trì cái mạng mạch Phật pháp, để mà sống mãi muôn đời của đồng đạo. Hai cái chánh pháp mà được lưu truyền đến ngày hôm nay thì đó là nhờ cái công ơn của các chư tăng đã quần quá. Thì quý đồng đạo mình viết bài được á thì chúng ta ghi hết như vậy. Còn quý cô chú mà lớn tuổi viết bài không được, chúng ta chỉ cần ghi cái chánh văn của Đức Thầy thôi cũng là có điểm rất cao của đồng đạo. Thầy chúng ta dạy là sao có người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất đức tạo kiếp sống cho mình ấy, về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, con người còn nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Còn quý đồng đạo chúng ta viết dài được thì chúng ta luận thêm gan cho cái bài văn của chúng ta nó hay hơn. Rồi bây giờ tiếp đến với cái giới thứ ba, tiếp đến là muốn đền ơn Tam Bảo chúng ta phải làm sao. Tiếp đến muốn đền ơn Tam Bảo chúng ta phải làm sao. Tam Bảo để đền ơn Tam Bảo. Đấy là đạo Tam Bảo. Thì quý đồng bảo chúng ta chỉ cần ghi là cái chánh văn của Đức Thầy, rồi sau đó quý đồng đạo luận giải ra. Thầy chúng ta dạy là nên bổn phận chúng ta đó, muốn đền ơn Tam Bảo Đức Thầy dạy. Đức Thầy dạy muốn đền ơn Tam Bảo Đức Thầy dạy, nên bổn phận chúng ta. Chúng ta viết hết cái chánh văn của Đức Thầy vào. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. À, chúng ta lại đi tới lại trong ba tánh, đang rải khắp nơi trong ba tánh đó, đồng đạo hết cái động văn đó vô. Muốn đền ơn, sao bữa nay mình xài hao pin quá cơ. Thưa quý vị, muốn đền ơn Tam Bảo Đức Thầy dạy, nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Thầy quy cái động văn này, muốn đền ơn Tam Bảo thứ nhất là sao? Phải noi theo trí đức của tiền nhân. Mà tiền nhân chúng ta làm sao mà chúng ta phải noi theo với đồng đạo? À, thứ nhất là tiền nhân chúng ta nè, tiền nhân ta đã hiểu rõ sự nhiệm bầu, lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng sùng bái Ngài, thấy không? Và đã hành động đúng theo khung khổ của Ngài đã dạy. Vì vậy thứ nhất là tiền nhân chúng ta đã quy y Tam Bảo nè. Vì vậy mà muốn đền ơn Tam Bảo thứ nhất là chúng ta phải quy y, quy y Tam Bảo. Bởi vì tiền nhân của mình nó đã kính trọng sùng bái Tam Bảo, đã quy y Tam Bảo, thì hôm nay chúng ta noi theo trí đức của tiền nhân, thứ nhất là làm sao chúng ta phải quy y Tam Bảo. Mà Đức Thầy chúng ta ra đời thì sao? Cái tâm nguyện của Đức Thầy á, đền những câu tỉ mỉ rung hồn cho người làm giải bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật pháp. Hai, chúng ta thứ nhất là phải quy y Tam Bảo, thứ hai là hầu làm cho trí tuệ minh mẫn. Mà muốn có trí tuệ minh mẫn chúng ta phải làm sao? Phải học đạo. À, tiếp thứ hai là chúng ta phải học giáo lý, học hiểu giáo lý.
chúng ta phải học hệ giáo lý, học sống giảng thi dân giáo lý toàn bộ của Đức Thầy đó, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Mà muốn đi đến giải thoát với đồng đạo học không, không hành có được không? Không được. Tiếp đó là chúng ta phải hành đúng tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân, hành đúng tôn chỉ giáo lý. Chúng ta phải hành đúng tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân đặng đi đến con đường giải thoát. Rồi tiếp đến dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, tức là chúng ta làm sao chúng ta phải truyền ba chánh pháp chúng ta phải truyền ba chánh pháp, truyền ba chánh pháp. Đó, chúng ta nhớ để đền ơn Tam Bảo thì làm sao chúng ta phải quy y Tam Bảo. Thứ hai là chúng ta phải học hiểu giáo lý để cho trí huệ chúng ta càng ngày càng sáng lên. Đồng thời chúng ta phải hành đúng tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy, không nghiêng ngả, không biến tướng, không lệch lạc. Rồi tiếp đến là chúng ta phải truyền bá chánh pháp bằng cách là chúng ta mở lớp học giáo lý nè, tổ chức thuyết giảng nè, in ấn sống giảng băng đĩa học pháp để chúng ta truyền ra. Hai thì rõ ràng chúng ta truyền bá chánh pháp nè bằng cách là mở lớp giáo lý nè, mở lớp giáo lý, giáo lý nè, thuyết giảng nè, thuyết giảng nè, in ấn nè, in ấn sống giảng, sống giảng hay là băng đĩa đó, băng đĩa thuyết giảng quý ông đạo, băng đĩa học pháp truyền ra. Nhớ là in ấn sống giảng, truyền bá băng đĩa thuyết giảng, nhưng mà phải hợp pháp, hợp pháp truyền ra mới có phước. Còn nếu chúng ta làm mà sai pháp luật, không hợp pháp thì coi như là chúng ta không đền ơn Tam Bảo được với đồng đạo. Thầy chúng ta dạy ai lòng nhân hoặc chép ai in, ai lòng nhân hay ai làm phước cũng được, ai làm phước in ra mà thấy thì được nhiều hạnh phúc sau này. Đồng thời chúng ta nhớ để đền ơn Tam Bảo là chúng ta quy y Tam Bảo, học hiểu giáo lý, hành đúng tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân, không nghiêng ngả, không biến tướng, không lệch lạc, truyền bá chánh pháp bằng cách là mở lớp giáo lý nè, thuyết giảng nè, in ấn sấm diện giảng băng đĩa học pháp truyền ra. Nói chung là chúng ta còn ủng hộ những cái cơ sở truyền pháp, ủng hộ cơ sở truyền pháp. Ủng hộ các cơ sở truyền pháp. Mà Đức Thầy chúng ta dạy sao không đạo? Chớ chia rẽ khỏi động tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận, chọn đường quy nguyên. Hay là phiên văn đừng chia áo rẽ bao, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Thầy chúng ta từng dạy là phiên văn đừng chia áo rẽ bao, phiên văn đừng chia áo rẽ bao, phải hợp tác gieo trồng giống quý. Thì đó là cách đền ơn Tam Bảo. Và tiếp đến là chúng ta hiểu như thế nào, đệ tử chúng ta làm gì để thực hiện được cái câu là phận môn đệ phải lo dung quán. Bây giờ muốn dung quán cái nền đạo, thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, thì chúng ta phải thực hiện như thế nào đây? Mình bơi bên đây được chưa quý ông đạo? Được chưa? Chưa quý ông đạo, mình thống thỉnh ghi chép đi. Thưa quý ông đạo, thì cái phần này đó quý ông đạo thấy mình luận theo lời dạy của Đức Thầy thôi, chứ chúng ta không có ghi thêm ở ngoài. Ghi thêm ở ngoài thì nó cũng có nhiều cái ý rất là hay, nhưng mà nó rộng quá. Vì vậy mà chúng ta đền ơn Tam Bảo làm sao chúng ta quy y Tam Bảo, học hiểu giáo lý, là hành đúng theo lời dạy của Đức Thầy, và sau đó chúng ta phải truyền pháp. Nhớ như vậy được rồi. Được chưa quý cô lớn tuổi? Rồi tiếp đến bây giờ chúng ta sẽ bước vào, chúng ta sẽ đi vào thực hiện cái lời dạy của Đức Thầy là phận môn đệ phải lo dung quán. Đệ tử chúng ta phải hành như thế nào đây? Hay chúng ta chứng minh câu giảng này cũng hay nữa nào quý đồng đạo. Hiệp sức với Thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu tỏ đạo ma ha. Đó cũng là truyền pháp đó quý đồng đạo. Thầy chúng ta từng dạy là hiệp sức tới Thầy truyền diệu pháp đạo ma ha.
Đó là chúng ta xong cái phần đền ơn Tam Bảo. Bây giờ thực hiện cái câu là phận môn đệ phải lo dung quán. Cái câu là phận môn đệ phải lo dung quán. Bây giờ cái câu này nè, Đức Thầy chúng ta dạy đó là phận môn đệ phải lo dung quán. Thì chúng ta dung quán bằng cách nào, thực hiện bằng cách nào đây? Xin thưa quý ông đạo, thì hôm nay chúng ta đã hiểu rõ phận môn đệ phải lo dung quán, thì dựa theo lời dạy của Đức Thầy, Thầy chúng ta kêu mình dung quán như thế nào? Thì bằng cách Đức Thầy dạy nè, phận môn đệ phải lo dung quán, tầm sức nhỏ, còn làm nên kém người không lo, có thẹn hay chăng? Cả tiếng kêu cùng các chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân, gìn đạo và hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Hai Đức Thầy dạy chúng ta ghi tiếp theo quý ông đạo. Để thực hiện được câu phận môn đệ phải lo dung quán, chúng ta phải thực hiện tiếp theo lời dạy của Đức Thầy. Đó là nên cố gắng trao thân, gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Nên cố gắng trao thân gìn đạo. Câu phận môn đệ phải lo dung quán, ta cần ghi nhớ. Ta cần ghi nhớ là sao? Lời dạy Đức Thầy, lời dạy tiếp theo của Đức Thầy, để thực hiện cái câu là phận môn đệ phải lo dung quán, thì ta cần ghi nhớ tiếp theo lời dạy của Đức Thầy. Của Đức Thầy sao? Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Nên cố gắng trao thân gìn đạo. Thì sau đây muốn dung quán đạo Thầy thì thứ nhất là chúng ta phải làm sao thể hiện cái hạnh giáo, phải trao thân với đồng đạo. Còn chúng ta mà tu cỡ nào, nói pháp thao thao bất tuyệt cỡ nào mà chúng ta không có trao thân thì không có gìn đạo được. Ý này nhắc chúng ta đó là để thể hiện được cái câu là phận môn đệ phải lo dung quán, thì thứ nhất làm sao nên cố gắng trao thân, tức là chúng ta phải có cái hạnh giáo cho tốt. Trước tiên là phải có hạnh giáo cho tốt nè, trước cần có hạnh giáo. Hạnh giáo tức là trao thân đúng không đạo? Trước tiên là chúng ta làm sao mà có hạnh giáo cho tốt, phải trao thân đi. Nếu chúng ta không có trao thân rồi đó, chúng ta giàu chúng ta có nói cỡ nào thì cũng không có thể nào làm cho cái đạo của Thầy được sáng tỏ với đồng đạo. Bởi vì quý đồng đạo thấy không, ngày hôm nay có lắm người đó trên diễn đàn thì sao, nói thao thao bất tuyệt, mà xuống diễn đàn rồi thì không giữ giới luật, rượu chè cờ bạc đàn đếm cái gì cũng có, thì cái lời thuyết pháp đó, cái lời nói pháp đó không có giá trị với đồng đạo. Thế nên Thầy nhắc chúng ta là nên cố gắng trao thân rồi mới gìn đạo. Bởi vì quý đồng đạo biết rằng cái sự hiện diện của chánh pháp là ở đâu? Là trên cái thực thể của nếp sống của chúng ta hàng ngày. Nếp sống hàng ngày chúng ta có cái gương hạnh cho tốt rồi đó, chúng ta khỏi cần nói lời nào, ta nhìn vào mình người ta cũng tu theo mình. Còn hôm nay chúng ta cái hạnh của chúng ta bê bối quá thì chúng ta có truyền cỡ nào cũng không thành công với ông đạo. Ngày vậy đến này chúng ta dạy là nên trước nhất là chúng ta cần có cái hạnh giáo, nên cố gắng trao thân đó, sửa thân mình cho tốt đi rồi chúng ta mới gìn đạo được. Đó ý thứ hai. Thứ hai là phải đoàn kết. Bởi vì hiệp cùng nhau nè quý ông đạo, đoàn kết. Đoàn kết gắn bó đạo đời. Chúng ta phải đoàn kết gắn bó đạo đời, chúng ta không có phân biệt. Bởi vì sao? Đoàn kết đó là tiền đề, là sức mạnh của mọi thành công. Nếu chúng ta thiếu cái tinh thần đoàn kết thì không bao giờ chúng ta làm cho sáng danh đạo, rạng danh thầy được với đồng đạo. Thế nên làm sao phải đoàn kết gắn bó đạo đời với nhau. Thế nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Vậy thì cùng nhau tức là đoàn kết. Mà ở đây chúng ta đoàn kết với ai? Nhất là phải đoàn kết với ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở. Nhất là phải đoàn kết với ban trị sự trung ương nè. Đoàn kết từ ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở và tất cả tín đồ. Quý đồng đạo thấy rằng ban trị sự là đầu tàu, là nơi nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Mà nếu chúng ta muốn làm cho cái đạo được sáng tỏ mà mình không hợp tác với ban trị sự thì coi như cái nền đạo này cũng khó mà phát triển với đồng đạo.
ban trị sự là tâm huyết của Đức Thầy chúng ta để lại. Vì Thầy không được trực tiếp giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày ở trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt chọn quyền thu xếp gìn giữ tổ chức cho toàn thể bổn đạo có được trật tự yên ổn để làm ăn. Thầy ước ao và tin cậy vào sự xuất sắc của ban trị sự để cho các nơi đừng có việc đáng tiếc xảy ra, thì nền đạo ta mới bành trướng được. Chính vì chỗ đó mà chúng ta phải đoàn kết, nhất là phải đoàn kết với ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở và tất cả tín đồ để tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp, thì chúng ta mới làm cho rạng danh đạo sáng danh thầy được. Nhất là phải đoàn kết với ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở và tất cả tín đồ thực hiện đúng hiến chương giáo hội, thực hiện đúng hiến chương giáo hội. Thực hiện đúng hiến chương giáo hội, bốn chương trình đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương, bốn chương trình đạo sự trọng tâm. Trọng tâm của ban trị sự trung ương. Dạ, tuân thủ pháp luật của nhà nước. Pháp luật nhà nước. Thì tạo chúng ta mới phát triển được với đồng đạo. Rồi chúng ta nhớ nha, bây giờ để thực hiện cái câu phận môn đệ phải lo dung quý, thì chúng ta cần phải thực hiện tiếp theo cái lời dạy của Đức Thầy, là nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Vì vậy mà chúng ta thứ nhất là chúng ta cần phải có cái hạnh giáo cho thật tốt, tức là phải trao thân. Rồi chúng ta phải đồng kết gắn bó đạo đời, nhất là đồng kết với ban trị sự trung ương, ban trị sự cơ sở và toàn thể tín đồ thực hiện đúng hiến chương giáo hội, bốn chương trình đạo sự trọng tâm và pháp luật của nhà nước. Có được như vậy rồi thì chúng ta mới dung quán nền đạo, mới làm cho cái nền đạo Phật giáo của họ chúng ta được ngày càng rực nứt hương thơm, là ở chỗ này nè quý đồng đạo, được chưa quý vị? Mà Đức Thầy chúng ta từng dạy là hãy lo dung trầm bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô sông, rồi truyền mãi mãi với hậu thế đó. Thì chúng ta tóm lại là bao nhiêu đó thôi, còn nếu viết dài quá với đồng đạo ghi không nổi. Cái câu này là cái câu người ta mở ý thêm để người ta câu cái tâm tư của mình như thế nào. Chính vì vậy khi quý đồng đạo chúng ta làm bài, chúng ta chú ý nha, để thực hiện cái câu phận môn đệ phải lo dung quán, thì quý đồng đạo muốn cho dễ thuộc đó, thì chúng ta nhớ là học tiếp theo cái động văn là nên cố gắng trao răng dình đạo thì cùng nhau truyền bá kinh lành. Cái chúng ta luận cái câu đó ra, trao răng làm sao, thấy không, đồng kết làm sao, đồng kết với ai, chúng ta giải thích ra là xong à. Rồi đó là chúng ta xong cái câu thứ 7 rồi đó quý vị. Bây giờ thì trong buổi chiều hôm nay mình chỉ còn có mấy câu sau, nó còn không có dài lắm. Vì vậy mà quý đồng đạo chúng ta, còn quý ông đạo nào ghi chép rồi đó, chúng ta ngồi chúng ta tư duy lại, nghiền ngẫm lại để chúng ta học cho nó mau thuộc. Câu số 8. Giới luật là gì? Viết lại nguyên văn điều răn cấm thứ nhì, cho biết việc cầm kiệm sốt sáng lo làm ăn có trở ngại gì cho việc tu hành không? Tại sao? Quý ông đạo thấy cái câu tam bảo này nó có rất là nhiều giới. Giới đầu tiên là định nghĩa tam bảo. Cái thứ hai là chúng ta nợ những gì từ tam bảo, tức là lý do thọ ăn. Cái thứ ba là cách đền ơn. Và thứ tư là cái bổn phận chúng ta thực hiện cái lời dạy của Đức Thầy, phận môn đệ phải lo dung quán. Cái khăn lau hồi nãy đồng đạo mình để đâu rồi? Cái khăn đây ai dẹp đâu không biết. Lấy cái khăn ướt ướt lau cho nó sạch. Này nó sạch hơn. Khăn này ướt ướt mà lấy giặt hơn. Để cho nó miếng nước vô là được.
Câu thứ 8. Thôi quý ông đọc. Thì chúng ta đi vào chúng ta định nghĩa coi giới luật là gì. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái bất kỳ một cái nền tôn giáo nào cũng có giới luật để làm tiêu chuẩn cho người tín đồ, quý ông đạo. Thì hôm nay mình thấy rằng đối với giới luật là vấn đề căn bản của nhà tu. Thế nên hôm nay mình coi coi giới luật là gì, quý ông đạo. Thì nói về cái giới luật này thì quý ông đạo, chúng ta có thể luân khởi chúng ta nói lên cái tầm quan trọng của giới luật. Thì chúng ta thấy là đối với nhà nước thì sao, quý ông đạo? Quốc thì có quốc pháp, phải không? Rồi trong nhà trường thì có nội quy, rồi trong đạo thì chúng ta cũng là luật lệ, phép tắc của một tôn giáo. Giới luật là luật lệ phép tắc của một tôn giáo. Do ai đặt ra, quý vị? Do vị giáo chủ đặt ra. Cái giới luật này cho giáo chủ đặt ra chứ không phải tín đồ đặt ra nha. Giáo luật là luật lệ phép tắc của một tôn giáo do vị giáo chủ đặt ra. Giáo luật là luật lệ pháp tắc của một tôn giáo do vị giáo chủ đặt ra để cho môn đồ ngăn chặn các điều ác, phát triển các hạnh lành, làm lợi ích cho chúng sanh. Do vị giáo chủ đặt ra để cho môn đồ ngăn chặn các việc ác, phát triển hạnh lành, làm lợi ích cho chúng sanh. Là chúng ta định nghĩa giới luật. Giới luật là luật lệ phép tắc của một tôn giáo do vị giáo chủ đặt ra để cho môn đồ ngăn chặn các việc ác, phát triển hạnh lành, làm lợi ích cho chúng sanh. Và giới luật mỗi tôn giáo nó có khác, với đồng đạo. Giới luật mỗi tôn giáo có khác. Đối với Phật giáo hỏi chúng ta giới luật của mình là gì? 8 điều răn cấm, ha mà. À, giới luật mỗi tôn giáo có khác. Mỗi tôn giáo có khác. Chúng ta thấy không, bên đạo Phật thì sao? Tại gia thì giữ ngũ giới, xuất gia thì khi tỳ kheo thì 250 giới, còn tỳ kheo ni là 348 giới. Còn Phật giáo hỏi chúng ta đặc biệt là nam nữ bình đẳng, nam cũng như nữ, tất cả đều phải giữ 8 điều răn cấm. Giới luật mỗi tôn giáo có khác. Riêng giờ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta có 8 điều răn cấm. Riêng về đạo Phật giáo Hòa Hảo, giới luật hàng đầu của người tín đồ là phải giữ 8 điều răn cấm. Giới luật là gì? Chúng ta nói vậy thôi. Riêng về giới luật của người tín đồ là chúng ta phải giữ 8 điều răn cấm. Mà Đức Thầy dạy thì sao, quý ông đạo? Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Hai thầy chúng ta cũng dạy là ra đây quý ông đạo, nhìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, đó lâm chung quả lành, đau mắt cổ Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Đức Thầy chúng ta dạy cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Hai thầy dạy là nên cố gắng trao thân. Thầy chúng ta dạy là nhìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, nhìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, đến lâm chung quả lành, đau mắt cổ Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Đó là xong cái phần định nghĩa giới luật.
lòng đạo bệnh có khó có bị chán không quý vị? Nhìn qua có bị chán không? Nào. Xin nói lại, giới luật và luật lệ phép tắc của một tôn giáo do vị giáo chủ đặt ra để cho môn đồ ngăn chặn các người khác phát triển hạnh lành, làm lễ cho chúng sanh. À, rồi giới luật mỗi tôn giáo có khác nhau, riêng về Phật giáo hảo, giới luật của tín đồ là phải giữ 8 điều răn cấm. Mà Đức Thầy dạy là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, hay là gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, hay là gìn giới cấm sửa tâm ô tạp. Đó Đức Thầy dạy chúng ta vậy đó. À, chúng ta xong cái định nghĩa giới luật là gì? Viết lại nguyên văn điều răn cấm thứ nhì. Nguyên văn viết lại nguyên văn đều răn cấm thứ nhì. Đều thứ nhì để chúng ta viết ha. Viết lại hết nguyên văn. Chúng ta viết xong cái đoạn cái đều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng đó, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tạo lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Chúng ta ghi hết cái chỗ là cái chỗ nóng giận. À, trong hội trường của mình có ai không thuộc điều răn cấm thứ nhì không? Chắc ai cũng thuộc hết trơn rồi phải không? Thì thuộc là chúng ta viết lại nguyên văn điều răn cấm thứ nhì. Đồng thời cho biết việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn có trở ngại gì cho việc tu hành không? Tại sao? Giải thích nè. Thì cái việc mà việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn có trở ngại gì cho việc tu hành không? Trở ngại không quý vị? Không, phải khẳng định thổi mình có trở ngại không thì chúng ta trả lời trước là không đi. Việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn không trở ngại việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn không trở ngại cho việc tu hành. Mà Đức Thầy luôn dạy là sao quý ông đạo? Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Thầy từng dạy là khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười. À, khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. À, chẳng những không trở ngại mà nó còn chẳng những nó không trở ngại cho việc tu hành, đúng như là thầy dạy. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Đồng thời nó còn trợ trưởng cho chúng ta luôn luôn được tiến triển trên con đường hành đạo, chẳng những không trở ngại mà giúp ta luôn tiến triển trên đường hành đạo. Nó còn giúp ta luôn tiến triển. Tiến triển trên đường hành đạo. À, chẳng những nó không trở ngại mà nó luôn giúp ta luôn tiến triển trên đường hành đạo. Bởi vì làm ăn thì sao? Làm ăn thì ổn định kinh tế gia đình, phải không? Rồi có dư ra thì chúng ta lo tròn cha mẹ như thế, có dư ra bố thí giúp đời, trợ trưởng thêm cho cái con đường tu phước của mình. À, bởi vì sao quý ông đạo? Nó luôn luôn giúp ta tiến triển trên con đường hành đạo. Lo làm ăn. Bởi lo làm ăn nè. Làm ăn thì kinh tế gia đình ổn định, lo làm ăn thì kinh tế gia đình ổn định, phải không? Lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, lo tròn cha mẹ như thế cho con cái ăn học, rồi chúng ta góp phần để mà trong cái việc mà từ thiện xã hội ổn định, lo tròn cha mẹ như thế. Lo tròn cha mẹ như thế. Rồi cho con cái ăn học đến nơi đến chốn nè.
Rồi chúng ta có dư ra thì sao? À, chúng ta tham gia từ thiện bố thí giúp đời. Có dư ra bố thí giúp đời. Có dư ra bố thí giúp đời. Bố thí giúp đời. Để mà chúng ta trợ trưởng trên cái hạnh tu phước của mình. Có dư ra bố thí giúp đời. Để mà chúng ta trợ trưởng cho cái hạnh tu phước. Quá sức là lợi lạc phải không ông đạo? Anh lo làm ăn thì có của ổn định kinh tế gia đình, rồi có dư ra thì chúng ta nào lo cho cha mẹ, lo cho vợ con, rồi lo cho xã hội, rất là nhiều ý nghĩa của đồng đạo à. Thưa quý đồng đạo, đồng thời lo làm ăn, còn tu mà không lo làm ăn thì sao quý đồng đạo? Ngược lại tu mà không lo làm ăn thì nghèo khổ, mà nghèo khổ rồi thì sao quý đồng đạo? Nghèo khổ thì da bằng trí đoạn, đắng cay nhiều về, khó tu lắm quý đồng đạo à. Rồi chúng ta là không tròn bổn phận nè. Và cuối cùng thì sao? Tâm trí chúng ta không có thanh tịnh, không có sáng suốt, khó mà đạt đạo. Và nếu chúng ta tu mà tu lo làm ăn mà không tu thì sao? Mình đặt những cái vấn đề ngược tới ngược lui. Bởi vì vừa lo cần kiệm sống sánh lo làm ăn nè, mình nói đi những cái thằng thuận lợi xong, rồi những cái phần trở ngại xong rồi, chúng ta phải quân tập cả hai. Bởi vì vừa lo làm ăn còn phải lo tu hiền chân chất. Nếu chúng ta lo làm ăn mà không tu thì sao? Đem cái thân này phục vụ cho cái giả, gây tạo ác nghiệp, cuối cùng phải xa đọa. Chứ như vậy mà hai cái quá trình vừa làm ăn vừa tu hiền chân chắc phải song song với nhau thì nó không trở ngại cho việc tu hành. Có những người sao lo làm ăn không mà không có tu, có người lo tu không mà không lo làm ăn thì cũng không được. Hai cái vấn đề là phải song hành với nhau quý đồng đạo. Ngược lại, tu mà không lo làm ăn. Bây giờ chúng ta ghi thêm cái chỗ này cho quý ông đại chúng ta học cho nó dễ thuộc nè. Bây giờ chúng ta nói về cách làm ăn xong rồi đó, chúng ta nói là xong. Trong việc làm ăn phải nhớ là phải tu hiền chân chất. Chứ làm ăn mà không lo tu á thì chúng ta đem thân phục vụ cho cái giả. Không biết tu hiền, làm ăn gây tạo nhiều cái tạo nghiệp, nhiều cái tạo lỗi thì cuối cùng chúng ta bị sa đọa rất là uổng. Xong rồi chúng ta nói ngược lại, lo tu không mà không lo làm ăn thì sao đó, chúng ta đặt cái vấn đề lại. Xong lo làm ăn phải xong, vừa lo làm ăn cũng phải tu hiền chân chất. Phải tu hiền chân chất. Xong vừa lo làm ăn phải tu hiền chân chất ha. Để chúng ta không có bị, không có gian xảo, không có làm những cái điều xảo trá, để rồi chúng ta không có mang cái điều tạo lỗi về sau quý đồng đạo. Xong vừa lo làm ăn phải lo tu hiền chân chất, để không gây tạo ác nghiệp. Gây tạo ác nghiệp à, để không gây tạo ác nghiệp à. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tu mà không lo làm ăn thì nãy một chút xíu nữa chúng ta sẽ mình ghi cái phần này trước đi ha. Xong lo làm ăn phải lo tu hiền chân chất, để không gây tạo ác nghiệp. Để không gây tạo ác nghiệp. Và để không gây tạo ác nghiệp. Và lo cho cái giả thân nha, lo cho giả thân. Để lo cho giả thân mà uổng phí cuộc đời. À, chúng ta lo làm ăn không mà không lo tu á, tức là chúng ta gây tạo ác nghiệp. Chúng ta chỉ lo cho cái giả thân uổng phí cả cuộc đời chúng ta. Được làm người mà sống không có lợi gì hết, lo làm ăn không, không biết tu chút nào hết, thì đó là chúng ta vừa làm ăn không có lo tu, gian xảo là gây tạo ác nghiệp. Mà lo cho cái giả thân này, cái giả thân chết rồi thì sao? Phí cả cuộc đời, cuối cùng phải đọa lạc rất là uổng à. Tiếp đến, ngược lại, lo tu mà không lo làm ăn. Ngược lại, tu mà không lo làm ăn
À, ngược lại tôi mà không lo làm ăn thì sao? Hay gia đình kinh tế nghèo khó, gia đình ngược lại tôi mà không lo làm ăn thì kinh tế gia đình trở nên nghèo khó. Trở nên nghèo khó. Ngược lại tôi mà không lo làm ăn thì kinh tế gia đình trở nên nghèo khó. Rồi không lo tròn bổn phận. À, mình ngược lại ở trên mình nói thuận bao nhiêu thì ở dưới chúng ta ngược cái lại. À, không lo tròn bổn phận. Không lo tròn bổn phận. Đối với con vợ trong gia đình, hay vợ con hoặc là ông bà chúng ta đó, mình nghèo quá rồi không có nuôi cha dưỡng mẹ được, rồi không có lo cho gia đình chúng ta được ấm êm hạnh phúc, con cái trong gia đình thì nghèo khổ quá cũng không có lo được. Vì vậy mà chúng ta tu mà không lo làm ăn thì kinh tế gia đình trở nên nghèo khó, không lo tròn bổn phận và cũng không có việc, không tạo tác phúc điền, không tạo phúc điền, chúng ta không có tạo tác phúc điền, phải không? Không có tạo tác phúc điền, không có tạo tác được cái phúc điền. Và cuối cùng thì sao? Gia bằng thì trí đoạn, tâm trí rối beng, phải không các đồng? Tâm trí chúng ta là tâm trí bất an, tu hành khó đạt đạo. Thầy dạy là gia bằng trí đoạn, đắng cay nhiều bề. Gia bằng thì trí đoạn, gia bằng trí đoạn, đắng cay nhiều bề. Nên cuối cùng chúng ta mới kết luận lại, kết luận người tín đồ Phật giáo hảo lúc nào cũng phải thực hiện lời dạy của Đức Thầy, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chắc. Được chưa? Là xong. Tóm lại, tóm lại, người tại gia cư sĩ, cư sĩ ta cần phải lo làm ăn, sốt sắng lo làm ăn sắng làm ăn, vừa lo tu, tu hiền chân chất. Tóm lại, người tín đồ tại gia cư sĩ ta phải cần phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất để chống đạt đến cái đạo quả, để chống đạt đến con đường giải thoát, để chống đạt kết quả, kết quả trên đường hành đạo. Thưa quý ông đạo, đó là xong. Thì cái bài này là cái bài văn chúng ta luận với ông đạo, cái bài văn luận. Vì vậy chúng ta không phải cần phải nhất định phải đi theo một cái khuôn mẫu, mà ở đây là chúng ta ghi lên cái sườn bài để quý ông đạo chúng ta về là chúng ta có thể luận thêm cho cái bài văn chúng ta nó phong phú hơn. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra nó đúng cái khuôn mẫu nha. À, làm sao chúng ta phải đi hỏi coi giờ mình tu hiện như vậy nó có trở ngại không? Mình nói không trở ngại thì lý do nào không trở ngại, chúng ta đưa ra những cái thuận tiện đó. Đồng thời nếu chúng ta lo làm mà không lo tu thì sao? Bằng ngược lại tu mà không làm thì sao? Chúng ta đưa ra những vấn đề xong rồi chúng ta mới chung quy lại, chúng ta mới kết luận lại. Người tín đồ tại gia cư sĩ chúng ta phải vừa cần kiệm xúc sắc lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chắc nó, để chúng ta mau chóng đạt đến kết quả trên cái con đường tu tập. Đó là xong quý vị. Chúng ta nhớ có một cái lớp học cũng hơi vui vui. Ê, có đồng đạo lên cái hỏi chứ, đồng đạo ơi cho biết việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn có trở ngại gì cho việc tu hành không? Cái đồng đạo này đứng lên, thưa cô, không trở ngại. Hỏi sao vậy? Có tiền đó là
nào có tiền đó, vừa chẳng những là nuôi gia đình mà còn có tiền đổ xăng đi học đạo. Có tiền để đổ xăng đi học đạo. Cái đồng đạo thấy không, đi học đạo mà không có tiền đổ xăng cũng khó phải không? Vì vậy mà đồng đạo chúng ta đưa ra những cái câu này cũng rất hay. Rồi tiếp đến chúng ta đi vào định nghĩa quy y. Hãy cho biết điều kiện quy y và đạo Phật giáo của hảo như thế nào, có phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo không, chứng minh. À, cái câu này thì quý đồng đại chúng ta ghi chép cho kỹ đi, rồi chúng ta sẽ sang qua cái câu quy y quý vị. Chắc có lẽ là bữa nay chúng ta mình còn có 2-3 câu nữa thôi, mình đi xong hết rồi mình hãy nghỉ luôn được không quý vị, hay là sao? Thầy không biết ban tổ chức làm sao ạ? Mình có chuẩn bị cơm chiều không, hay là chúng ta đi một buổi rồi chúng ta nghỉ? Dạ, có cơm chiều thì ban tổ chức mình tranh thủ nấu sớm sớm nha. Tiếp đến là định nghĩa từ quy y. Hãy cho biết điều kiện quy y và đạo Phật giáo của hảo như thế nào. Bây giờ chúng ta học một câu nữa, chúng ta nghỉ giải lao quý vị, câu nữa thôi. Đồng đạo thấy câu này nó dài nhưng mà rất là dễ học, rất dễ học với đồng đạo. Tự trong đầu chúng ta suy nghĩ thôi, mình trả lời là nó không trở ngại cho việc tu hành. Bây giờ bố trí sao 3:30 sớm nữa là không kịp. Dạ, rồi được. Chúng ta ghi là nó không trở ngại cho việc tu hành, phải khẳng định chứng minh lời dạy của Đức Thầy. Bởi vì Thầy khuyên chúng ta là khuyên chúng sanh bỏ tánh miếng lười, phải sốt sáng làm ăn cần thiết. Bởi vì nó không trở ngại mà nó còn giúp hết chúng ta luôn tán chuyện trên con đường hành đạo. Bởi vì đó là làm ăn này có dư ra, chúng ta ổn định kinh tế gia đình nè. Thứ nhất là ổn định kinh tế gia đình, do tròn cái bổn phận trong gia đình, làm con nuôi cha nuôi mẹ, làm chồng làm vợ thì chúng ta phải lo cho con cái cho nó được tốt, cho con ăn học xong rồi chúng ta có tiền dư ra thì bố thí giúp đời để mà ta trợ trưởng cho cái con đường tu phước của mình. Rồi chúng ta nhớ là trong làm ăn này phải lo tu hiền chân chắc, chứ làm ăn gian xảo lặn lường cháu đấu đó thì làm ăn đó nó gây tội lỗi và cuối cùng chúng ta bị sa đọa, nuôi cái giả thân không ích lợi gì. Còn ngược lại mà tu mà không có làm ăn thì sao, chúng ta dẫn chứng ra là xong à, rất là dễ. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ đi vào cái câu thứ 9. Mình bơi được chưa quý cô quý chú, được chưa? Bơi mấy bên đây ha. Tiếp đến chúng ta định nghĩa từ ngữ quy y câu số 9. Có nghĩa là trong đây định nghĩa quy y là gì đó quý ông đạo? Định nghĩa từ ngữ quy y. Đây là cái câu số 9 của trong cái tờ giấy ông thi của mình đó. Người ta kêu mình hãy định nghĩa từ ngữ quy y là gì. Thì chữ quy là gì quý ông đạo? Chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có nghĩa là làm theo. Vậy quy y có nghĩa là chúng ta quay về với tôn giáo, quay về với đạo để làm y theo những gì mà thầy tổ đã chỉ dạy, hay Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy là quy y. Hồi lúc này chúng ta định nghĩa là sao, chúng ta chứng minh vào lời dạy của Đức Thầy. Còn nếu đồng đạo không định nghĩa được, chúng ta đem lời dạy của Đức Thầy chúng ta chứng minh cũng đầy đủ hết với đồng đạo. Định nghĩa từ ngữ quy y
Chú Quy là quay về. Quay về. Y là làm theo. Làm theo khuôn mẫu. Làm theo khuôn mẫu. Vậy Quy Y là quay về với đạo. Với đạo. Với Tam Bảo ha. Để hành y theo những gì? Để hành y theo những gì mà Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy? Đó, đây là chúng ta định nghĩa. Rồi Đức Thầy chúng ta dạy như thế nào? Đức Thầy cho biết. À, chúng ta ghi hết cái chánh văn của Đức Thầy. Nếu đồng đạo nào giảng luận được thì chúng ta ghi cái phần này. Còn nếu đồng đạo chúng ta viết chữ chậm quá, giảng luận không nhiều được, quý đồng đạo chẳng ghi y nguyên văn của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết. Đức Thầy cho biết. Quy là về. Quy là về. Mà về đâu? Mà về đâu? Cái này trong tài liệu có đó. À, quý đồng đạo mình có thuộc cái động văn này không? Trong cái bài lời phiên bổn đạo đó quý đồng đạo. Lời phiên bổn đạo Đức Thầy chúng ta viết vào năm Nhâm Ngũ 1942 đó. Thì Đức Thầy chúng ta luận rằng quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy ở đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. À, y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào? Ta phải từ thiện theo cách ấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta? Ta cũng phải làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Em mình ghi hết cái đoạn văn đó vô quý đồng đạo. Có cái chỗ là khá vâng lời đó quý đồng đạo. À, cái này trong cái tài liệu của mình á, quý đồng đạo lật cái tài liệu ra, nó nằm ở trang thứ là 63 quý đồng đạo à. Lật ra trang 63, đầu trang phía trên trong tài liệu. Là Đức Thầy chúng ta đã viết cái chữ in nghiêng đó quý đồng đạo, tài liệu viết chữ in nghiêng là chánh văn của Đức Thầy đó. Nếu quý đồng đạo ghi không đẹp, quý đồng đạo lật ra, mở ngoặc đi, đầu trang 63 tài liệu. À, đồng đạo thấy chưa? À, quy là quẹt mà quẹt đâu đó. À, mình đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách ấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng phải làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Này, đó là xong. Rồi Đức Thầy dạy sao đây? Quy y thầy khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Đức Thầy chúng ta từng dạy là quy y thì khá hành y. Quy y thì khá làm y. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Đó là xong cái định nghĩa quy y. Rồi cái điều kiện quy y và đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào? Thầy quý đồng đạo mình xong đi, chúng ta sẽ nói cái phần này thêm. Hãy cho biết điều kiện quy y và đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào. Bây giờ mình bôi bên cái cần kiệm lo làm ăn được chưa quý vị? Hãy chúng ta tập trung qua bên kia đi ha. Còn nếu chúng ta ghi không kịp thì chúng ta làm dấu và chúng ta bỏ ra. Sẽ đi vào. Đó là điều kiện quy y vào đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào. Vào đạo Phật giáo hòa hảo. À, bây giờ điều kiện quy y vào đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào thì chúng ta cũng cần biết. Để lắm khi có người ta muốn quy y đó, người ta hỏi chứ cô chú ơi, bây giờ muốn quy y đạo Phật giáo hòa hảo vậy thì cái nghi thức cử hành quy y như thế nào đây, cái điều kiện ra sao? Lắm khi chúng ta không rõ, phải không quý ông đạt? Bây giờ điều kiện quy y vào đạo Phật giáo hòa hảo có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có ban trị sự, trường hợp thứ hai là không có ban trị sự. À, thứ nhất là trường hợp có ban trị sự. Trường hợp chúng ta có ban trị sự thì sao? Thầy chúng ta dạy nè,
Quý đồng đạo lật trở lại cái trang 61 đó, cái đoạn văn gần cuối đó quý đồng đạo. Tài liệu Đức Thầy nói rất là rõ nha. Trường hợp có ban trị sự thì là nó là người nào muốn quy y, người nào muốn quy y ghi hết cái chánh văn này vô. Người nào muốn quy y phải có hai người bổn đạo cũ có đức hạnh tiến cử đến ban trị sự trong làng cho người làm đầu biết. Người làm đầu mới đọc hết thể lệ về sự tu hành cho người quy y nghe, hỏi coi họ có bằng lòng quy y như là nguyện dạy và ngăn cấm trong đạo văn. Nếu họ bằng lòng, bảo họ về nhà xin phép với ông bà cha mẹ hoặc nguyện trước bàn thờ tổ tiên rằng ngày mấy đó tháng mấy con chịu quy y theo đạo, không có bắt buộc thầy thốt gì hết. Hay chúng ta ghi tới không có bắt buộc thầy thốt đó với ông đọc. Đây là cái điều rất là hay của Đức Thầy chúng ta nè. Bây giờ cái động văn này quý đồng đạo mình lỡ mình không có thuộc thì sao? Nhớ là chúng ta muốn quy y thì chúng ta đến ban trị sự, thấy không? Thí dụ chúng ta không có đi thẳng đến ông ban trị trưởng ban trị sự được thì chúng ta nhờ hai cái người bổn đạo nào đó cái đức hạnh tiến cử hướng dẫn mình đến ban trị sự. Đến ban trị sự thì gặp cái người làm đầu, mà người làm đầu là ai? Tức là ông trưởng ban trị sự bây giờ. Thí dụ quý đồng đạo đến ban trị sự xã Tăng Hòa thì gặp cái người làm đầu tức là chú Út đó. Chú ông Nguyễn Ngọc Tiến của chúng ta là trưởng ban trị sự, là cái người làm đầu. Thì cái người làm đầu này mới đọc hết thể lệ về sự tu hành ha, có nghĩa là đọc hết thể lệ, tức là chúng ta học đọc cái giới luật đó quý đồng đạo cho người quy nghe. Quy y có bằng lòng không? Bằng lòng rồi đó thì mình về nhà mình mới xin phép cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống thì chúng ta xin phép cha mẹ của ông bà. Xong rồi đó, nếu không còn thì chúng ta nguyện trước bàn thờ tổ tiên rằng ngày mấy tháng mấy đó con chịu quy y theo đạo, không có bắt buộc thầy thốt. Đặc biệt cái chỗ này của đạo chúng ta không có bắt buộc thầy thốt. Rồi sau đó thì chúng ta muốn giữ đạo thì chúng ta ở trong đạo chúng ta tu, thời gian chúng ta tu mà chúng ta cảm thấy không nổi thì muốn ra thì sao? Mình phải cho người tiến cử hay để bôi tên mình ra, không có sự ép buộc phải ở trong đạo. Mình thấy tu theo đạo Phật giáo Hảo dễ không quý vị? Dễ quá ha. Muốn vô thì vô, không muốn vô thì ra cũng được. Vậy vậy muốn vô vô, muốn ra ra, không có bắt buộc, không có thề thốt gì chứ. Còn những tôn giáo khác với đồng đạo biết không, khi vào đạo người ta thề rất nặng, sau đó mà muốn chuyển đạo, muốn bỏ đạo đó đi theo cái đạo khác thì cũng không dám với đồng đạo, bởi vì cái lời thời nặng lắm. Còn thầy chúng ta đưa ra nó rất là phù hợp với lực tự do tín ngưỡng, không có ép buộc ai chứ. Hay vì vậy mà chúng ta chút xíu nữa đây mình sẽ trả lời coi nó có là phù hợp với lực tự do tín ngưỡng tôn giáo không. À, quý đồng đạo ghi được cái động văn này chưa? Người nào muốn quy y đó, trong tài liệu trang thứ 61 nó nằm ở gần cái đoạn chốt đó quý đồng đạo, cái chữ in nghiêng đó là cái điều kiện quy y và đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, khái niệm đó quý ông đạo quy cái thằng đó vô. À, cái trường hợp có ban trị sự thì chúng ta đến ban trị sự nhờ ông trưởng ban trị sự mới đọc về cái giới luật cho mình nghe. Nghe xong rồi mình bằng lòng thì mình về nhà xin phép cha mẹ hoặc nguyện trước bàn thờ tổ tiên là mình sẽ quy y theo đạo. Đó là trường hợp có ban trị sự. Còn nơi không có ban trị sự thì sao? Trường hợp không có ban trị sự cái thời điểm mà đạo mà chúng ta chưa có được tự do như ngày hôm nay thì chúng ta muốn quy y, hay là bây giờ chúng ta ở vùng kinh tế mới hay chúng ta ở nước ngoài mà chúng ta muốn quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì sao? Vì vậy cái trường hợp không có ban trị sự thì tự chúng ta học qua cái bài cách thờ phượng đó, rồi chúng ta thiết lập các ngôi thờ, sau đó rồi tự chúng ta làm cái lễ quy y cho mình với đồng đạo. À, trường hợp không có ban trị sự thì tự chúng ta nè, tự mình thiết lập ba ngôi thờ cúng, và tự làm lễ quy y. À, chúng ta đọc cái bài cúng, cái bài quy y của Đức Thầy đó, rồi sau đó tự chúng ta làm lễ quy y cho mình. Thầy chúng ta dạy rất là hay. Thầy nhắc như thế nào với đồng đạo? Mấy người bê trễ chậm chân tới thầy, nghe theo lời dựng sau đây, lãnh bài cầu nguyện về rài mà tu. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ xem kệ này, tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Mình chứng minh vô ha. Thầy chúng ta dạy mấy người bê trễ, mấy người bê trễ
chậm chân tới thầy, nghe theo lời chỉ sau đây lãnh bài cầu nguyện dài dài mà tu. À, kẻ xa xôi có lòng ái mộ thì xem kệ này tu tỉnh tại nhà. Đó là cái trường hợp thứ hai, là nơi mà không có ban trị sự thì chúng ta tự mình thiết lập các ngôi thờ, sau đó là chúng ta tự mình đọc bài quy y, làm lễ quy y cho mình. Bởi vì sao quý đồng đạo? Thầy chúng ta quan trọng là ở cái thành tâm thôi quý đồng đạo. À, ông Phật ở đâu thầy cũng biết hết trơn á, hãy chúng ta khởi tâm là thầy biết hết trơn à. Bởi vì tâm linh mắt thánh xem ba cõi tánh hiện tai thành lắm muốn phan, cặp mắt thánh dòm xem tứ hải. Nên theo thầy đó không có quan trọng ở cái hình thức, mà ở cái thành tâm quý đồng đạo. À, thầy nói sao quý đồng đạo? Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. À, tới với ta chớ đem đồ cúng. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. Quý đồng đạo nhớ dùng cái chữ chớ nha quý đồng đạo. Hôm rồi có một đồng đạo đọc mà chúng ta giật mình luôn đó. Đọc là tới với ta nhớ đem đồ cúng. Quý đồng đạo mình thấy sợ chưa? Thầy mình viết cái chữ chớ rõ ràng phải không? Mà đọc mắt mờ sao nói tới với ta nhớ đem đồ cúng. Nó hoàn toàn nó trái nghịch hết trơn à quý đồng đạo. À, tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. Đó là chúng ta xong. Rồi bây giờ điều kiện quy y và đạo Phật giáo hòa hảo có phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo không? À, bây giờ à, mình bao bên đây nha quý đồng đạo, coi nha. Chúng ta chứng minh vào 4 câu nha quý vị. Câu trên là 3 câu nè. Tới với ta nhớ chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. Rồi điều kiện quy và đạo Phật giáo hòa hảo có phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo không? Thì chúng ta khẳng định điều kiện quy và đạo Phật giáo hòa hảo rất phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta trả lời là điều kiện quy và đạo Phật giáo hòa hảo. Điều kiện quy y vào đạo Phật giáo hòa hảo rất phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo. À, điều kiện quy và đạo Phật giáo hòa hảo rất phù hợp với luật tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì luật tôn giáo người ta đưa ra làm sao đây? Bởi vì luật tín ngưỡng tôn giáo quy định. À, bởi vì nè, luật tín ngưỡng tôn giáo quy định sao đây? Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Bởi vì mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Hoặc không theo. Bất kỳ một tôn giáo nào. À, cái luật người ta đưa ra đó, hồi trước thì mọi công dân, nhưng mà bây giờ người ta sửa lại, mọi người. Có nghĩa là cái người này còn quyền công dân hay mất quyền công dân,
thì cái người này cũng được quy hết với Đông Đạo. Như vậy mà mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo bất kỳ. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Còn Đức Thầy chúng ta thì sao? Còn Đức Thầy dạy, Đức Thầy dạy, vì người muốn quy y thì phải do nói tự sự tín ngưỡng tôn giáo của mình thôi, không có ép buộc, không có bắt buộc thầy thống chi hết đó. Hồi nãy cái đoạn mà chúng ta nói cái điều kiện quy y đó, cái thầy dạy nè, vì người muốn quy y, thầy dạy vì người muốn quy y, thì là do sự phát nguyện của mình thôi, không có bắt buộc phải thầy thống chi hết đó. Quý đồng đạo ghi hết cái động văn đó vô. Vì người muốn quy y phải do nói sự phát nguyện của mình thôi. Phát nguyện của mình thôi. Mình thôi. Không có bắt buộc thầy thốt. Không có bắt buộc thầy thốt. Và thầy còn nói sao? Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép, có nài ba tánh. Chứng minh vô. Thầy dạy là nếu trẻ già ai biết chừng thì dùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép, có nài ba tánh. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép, có nài ba tánh. Không có ép ai, không có bắt ai hết trơn, quý đồng đạo à. Ai có tu thì do sự phát nguyện của mình thôi, không có bắt buộc thầy thốt. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép, có nài ba tánh. Đó thôi quý đồng đại, chúng ta nghỉ giải lao đi mà chút xíu, cái chúng ta vô chúng ta ôn tiếp hai câu nữa rồi chúng ta nghỉ trong cái ngày học hôm nay. Thì mà dạ sao chú? Khi quyền tính tự do tín ngưỡng và quyền không tự do tín ngưỡng trong cái điều luật mấy hồi lần tôi nhớ 70, nhưng bây giờ không biết cái bây giờ nó nhiều quá rồi, mình nấu hồng viên không nhớ, chỉ cần mình ghi cái câu đó là được rồi, không có cần phải ghi cho anh kỹ điều mấy điều mấy đâu chú. Biết rồi, nhưng dạ. Hồi đó tôi nhớ 70 đó mà bây giờ không biết mấy, mà tại... ông Lê Quang Thắng ông có biết mà ông thành ra thay đổi quá rồi mình không nhớ, chú con cũng không nhớ luôn. Biết sao hồi lúc mới đi mình ở tù mình mới nhớ điều đó. Dạ dạ. Học rồi chơi cái cớ hỏi, nếu mà là ông trưởng ban ông nhậu xỉn thì sao? Và có sao về chào quý vị chúng tôi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý ông đạo, giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục mình đi vào cái câu số 10 và số 11 nữa là chúng ta xong chương trình. Cái câu số 10 đó, tầm đại hãy cho biết lời dạy của Đức Thầy ở rộng quanh cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự và làm. Tức là cái động văn này nè, người ta kêu mình hãy cho biết ý nghĩa lời dạy của Đức Thầy như thế nào. Số 10 cho biết ý nghĩa của đoạn văn ha, hãy dạ. Ý nghĩa đoạn văn
cần nhất ở chỗ giữ giới luật đó. Ghi hết cái động văn đó vô, khi chúng ta làm bài á thì chúng ta phải ghi hết lại cái động văn đó. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Đó, người ta kêu mình cái đoạn văn này nè, cái ý nghĩa như thế nào. Thì trước khi chúng ta làm bài, tìm hiểu ý nghĩa một đoạn văn, một đoạn thơ nào đó, thì chúng ta phải nêu cho được cái xuất xứ. Xuất xứ là cái đoạn văn này được xuất xứ rút ra từ đâu. Trước tiên là chúng ta cho biết là xuất xứ à, chúng ta nêu lên cái xuất xứ. Xuất xứ thì cái đoạn văn này rút ở đâu quý vị? Đoạn văn trên được rút trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo mà Đức Thầy đã sáng tác và nó ngâm ngủ 1942 tại Bạc Liêu, nhà của ông Ký Giỏi à, xuất xứ được trích trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Được trích trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Đoạn văn trên được trích trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo mà Đức Thầy đã sáng tác à, Đức Thầy sáng tác năm 1942 tại Bạc Liêu à, tại Bạc Liêu nhà của ông Ký Giỏi. Thì chúng ta phải ghi cho được cái đoạn cái hàng đó. Đoạn văn trên được trích trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo mà Đức Thầy đã sáng tác tại Bạc Liêu à, vào năm 1942 tại nhà của ông Ký Giỏi. Và cái nội dung cái đoạn cái nói cái gì đây? Bây giờ chúng ta ghi nhỏ lại cho anh hết đầy đủ trên bảng đây. Nội dung bây giờ mình thấy cái đoạn văn là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày là sao? Cái là cái việc giữ giới này là vấn đề quan trọng hàng đầu cần nhất của chúng ta đó. Thấy không? Cái đoạn văn đó có ý nghĩa là việc giữ giới là vấn đề quan trọng hàng đầu của nhà tu. À, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Cái nội dung là ý nói là thứ nhất là cái việc giữ giới, giữ gìn giới luật, giới luật là vấn đề quan trọng, là vấn đề quan trọng. Hay, việc giữ gìn giới luật là vấn đề quan trọng hay, được đặt để hàng đầu của nhà tu, được đặt hàng đầu của nhà tu. À, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, tức là cái động văn đó Đức Thầy nói là vấn đề giữ giới là vấn đề vô cùng quan trọng, được đặt lại hàng đầu của nhà tu chúng ta. Thầy nhắc sao quý ông đạo? Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Thầy từng cho biết là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo, không người nào được phép, không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. À, ông đạo chúng ta viết dài được thì viết, không viết dài không được chúng ta ghi tới đây thôi. Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xin thôi đạo hoặc chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm về việc làm của họ và coi như người ngoài đạo. Đó chúng ta là không giữ luật à, chúng ta ghi câu đó cũng được. Rồi quý đồng đạo thấy trong kinh cho biết là sao? Tam thế Phật pháp, tam thế Phật pháp, tam thế Phật pháp giới quy căn bản, bản nhi bất tu đạo diễn hầu tai. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều phải lấy giới luật làm căn bản,
căn bản không tu, đào xa lắm vậy. À, cái này là ngài Đàm Nhất Luật Sư nói đó, tam thế Phật pháp giới quy căn bản, bản nghi bất tu, đạo diễn hậu tai, trong tài liệu mình có. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều phải lấy giới luật làm căn bản không tu, đạo xa lắm vậy. Hay trong kinh Phạm Võng thì sao? Giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, quy trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt trời mặt trăng, quý báo như hạt châu anh lạc, các vị bồ tát và chứng đạo đông như số quy trần, cũng nhờ sự trì giới mà nên. Đấy, chúng ta đưa vào những câu để làm nổi bật lên cần nhất ở chỗ giữ giới lực ha. Hay là sao quý ông đạo với câu này cũng được, hay chúng ta chứng minh thêm là sao quý ông đạo giới minh như nhật nguyệt. À, mình thuộc thì chứng minh, còn không thuộc thì chứng minh câu giảng với thầy thôi cũng được, cái câu nào cũng được. À, đồng đạo chúng ta viết dài được thì ghi hai cái câu kinh chứng minh, còn không được chúng ta chỉ cần ghi câu giảng của đức thầy thôi cũng được. À, không người nào được phát xưng mình là người trong đạo mà không hiểu lực. À, rồi muốn cho phong phú thì chứng minh thêm hai cái câu kinh. Việc giữ giới là vấn đề quan trọng hàng đầu của nhà tu chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nói cái vấn này xong rồi, rồi tiếp đến thì sao? Còn sự lễ bái. Sự lễ bái là gì? Là sự cúng lại, phải không? Còn sự lễ bái tức là vấn đề cúng lại. Còn sự lễ bái tức cúng lại, tức sự cúng lại. À, chúng ta mở mặt ra, còn sự lễ bái tức là cái sự cúng lại đó, nó là điều phụ thuộc nhưng không thể thiếu. Nó là điều phụ thuộc và phần phụ, phần phụ nhưng không thể thiếu. Nhưng không thể thiếu. Ngày hôm nay có một số vấn đề đó, đồng đạo chúng ta đã sở dĩ ban trị sự trung ương đưa ra cái câu này để chi? Để nhằm cho giúp đồng đạo chúng ta khóa chấp với đồng đạo. À, có một số ngày nay đó cho rằng đó nghe không? À, cúng lại là trên hết. Vì vậy một ngày cúng đó là 5-7 thời mà không giữ giới thì không có ý nghĩa gì hết. Rồi có một số thì giữ giới nhưng mà sao quý ông đạo cho rằng thì sao quý vị? Cúng lại là phụ, vì vậy mà muốn cúng cũng muốn nghỉ nghỉ không có quan trọng. Vì vậy chúng ta phải viết chung lại nè. Còn sự lễ bái nó là phần phụ nhưng không thể thiếu. Bởi vì sao? Thầy dạy sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Thầy chúng ta dạy là sớm chiều, sớm chiều bình đẳng chớ lơi, bình đẳng trả lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Đó thầy cho mình, không có cho mình đó là lơi bữa nào hết trơn á. Vì vậy mà phần phụ nhưng không thể thiếu. Thầy dạy là sớm chiều bình đẳng trả lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Vì nó là gì? Là món trợ đạo để nhắc nhớ phận sự thực hành. Vì nó là món trợ đạo, vì nó là cái món trợ đạo, trợ đạo để nhắc nhớ phận sự thực hành, để nhắc nhớ phận sự thực hành. Vì nó là món trợ đạo để nhắc nhớ cái bổn phận chúng ta thực hành với đồng đạo. À, ngày nào cũng nguyện sao? Ngày nào cũng nguyện làm Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ. Nhắc nhớ bổn phận là gì? Nuôi cha dưỡng mẹ, nuôi gia dưỡng mạng mới tăng lăng phước thọ được. Rồi nào ngày nào cũng nguyện là Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội, đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Nhớ phận sự chúng ta là gì? Là phải tu tập cho phát sanh trí huệ. Chứ còn ngày nào cũng nguyện trí huệ thông minh mà không giữ giới thì sao? Rượu chè cờ bạc cái gì cũng có thì làm sao thông minh được với đồng đạo? Do đó nguyện như thế nào là nhắc nhớ cái phận sự thực hành với đồng đạo. À, ngày nào cũng nguyện là nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Ngày nào cũng là sao đồng đạo chí dốc tu hiền tạo phước duyên, tức là nhắc nhớ mình phải tu hành tinh tấn. Bởi vì chúng ta nguyện sao phải nhớ, nhớ là phải làm y vậy. Chính vì vậy mà rất là quan trọng với đồng đạo. À, ngày nào cũng nguyện cho thế giới bình yên thì làm sao chúng ta phải đem tới cái sự yên bình cho mọi người. Do đó còn sự lễ bái là điều phụ thuộc nhưng không thể thiếu, bởi vì nó là cái món trợ đạo để nhắc nhớ phận sự thực hành, nhắc nhớ cái bổn phận thực hành.
nhắc nhớ cái bổn phận thực hành. Nguyện như thế nào phải cố gắng thực hành y như vậy. À, nguyện như thế nào phải cố gắng hành y như vậy. Nguyện thế nào ráng làm tròn như vậy đi. Là nghĩ nữa. Nguyện như thế nào phải cố gắng hành y như cái lời nguyện hứa. Mà thầy bảo là chớ bỏ lời thời nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đúng không? Chớ bỏ lời thời nơi Phật cảnh. Chớ bỏ lời thời nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Rồi, bây giờ tiếp theo. Rồi nếu chúng ta giữ giới mà chúng ta không cúng thì sao? Được không quý vị? Không được, mà cúng mà không giữ giới thì sao? Không có ích lợi gì hết. Nếu cúng mà lại mà không giữ giới thì không có ích lợi chi cả. Bằng như nếu cúng lại mà không giữ giới giữ giới thì không được nhìn nhận là tín đồ. Tín đồ và không có ích lợi chi cả. Và không có ích lợi chi cả. Bởi vì sao quý ông đạo? Vì Đức Phật chẳng bao giờ nói rằng các người lại lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ đổ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong cái sống và tìm kiếm chân tánh của mình. À, vì vậy mà chúng ta ghi dài quá không nổi thì thôi, chúng ta chỉ đọc nhiều thôi khỏi chứng minh nữa. À, bằng như nếu cúng lại mà không giữ giới thì không được nhìn nhận là người tín đồ và không có ích lợi chi cả. Xong rồi. À, muốn chứng minh thì chứng minh, không chứng minh thì thôi, không có sao. Tóm lại ý nghĩa lời dạy trên, Đức Thầy muốn nhắc tín đồ là vừa phải cúng lại, bên cạnh đó còn phải giữ gìn giới luật tinh nghiêm. À, tóm lại bây giờ hết bản rồi, chúng ta đi đây lẹ luôn đi. Tóm lại, ý nghĩa là đoạn văn trên Đức Thầy dạy chúng ta, ý Đức Thầy dạy ta phải hàng ngày phải giữ gìn giới luật, đồng thời còn phải cúng lại. Tóm lại, ý Đức Thầy dạy ta phải giới luật, phải tuân thủ giới luật tinh nghiêm. Đức Thầy dạy ta hàng ngày phải tuân thủ giới luật tinh nghiêm, đồng thời phải cúng lại sớm chiều. Sớm chiều để mau đi đến con đường giải thoát, để mau đạt kết quả viên mãn cũng được, để chống đạt mục đích, chống đạt kết quả trên đường tu tập. Rồi, đó chúng ta giải thích nhiều đó thôi. Tóm lại, ý đoạn văn trên Đức Thầy dạy chúng ta là người tín đồ hằng ngày phải tuân thủ giới luật một cách tinh nghiêm, và bên cạnh đó chúng ta còn phải cúng lại sớm chiều để làm sao chúng ta đạt kết quả trên cái con đường tu tập giải thoát. Sớm với chiều gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Sớm khuya bá tánh cần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên dự kề.
cái đồng đạo mình nhớ không, đầu tiên chúng ta vô chúng ta xuất xứ, xuất xứ xong rồi chúng ta ghi cái hàng nội dung, và cuối cùng chúng ta kết luận. À, kết luận là tóm lại đó, kết luận à, đây là chúng ta tóm lại là kết luận nè, xuất xứ rồi nêu nội dung và kết luận một cái bài văn. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu một ý nghĩa một cái bài văn nào đó thì nó phải gồm có 3 phần. Thứ nhất là xuất xứ, thứ hai là nêu nội dung, thứ ba là chúng ta kết luận lại cái đề tài. Bao nhiêu đó thôi là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái hiến chương tâm đắc. Thì định nghĩa hiến chương, tầm quan trọng của hiến chương. Định nghĩa hiến chương cho biết tầm quan trọng, tính hiệu lực của hiến chương và cho biết 4 chương trình đạo sự trọng tâm của Ban Trị sự Trung ương. À, bây giờ chúng ta sẵn đây xin nhắc lại với ông bạn nhỏ của mình đó nha. Nhí là sao quý ông đạo? Quý ông đại trong lớp của mình biết là học viên dự thính là từ mấy tuổi tới mấy tuổi không? Hồi nãy có mấy em đó nghe, học viên chính thức mà không biết mình là chính thức, tưởng đâu mình là dự thính. Ở đây chúng ta xin phân tách rõ học viên dự thính trong cái thẻ danh bạ của mình nè. Để chữ dự thính, đồng đạo học viên nào có cái thẻ danh bạ mà để chữ dự thính đó, tức là học viên nhí từ 14 tuổi trở xuống, 14 tuổi trở xuống hay là 13 tuổi, 14 tuổi mà đô con đó, thì ban trị sự, ban giám đại chúng tôi cũng rước lên cho đủ tuổi học viên chính thức. Còn mà chúng ta nhỏ con thì sẽ là dự thính. Đồng thời chính xác là từ 14 tuổi trở xuống là học viên dự thính. Rõ chưa? Và cái học viên nào mà trong cái bản thẻ của mình đó không có để chữ VT đó vào tờ đó là chúng ta là chính thức. Thì chúng ta ngày mai là thi thử thôi. Và tới thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ vào thi chính thức. Và để giúp cho quý đồng đạo chúng ta đó là cái thời gian nó không có nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi xin thông báo với quý đồng đạo đó, ngày mai cái câu hiến chương 4 chương trình đạo sự chúng ta tạm thời đem theo. Nếu có trong thi thử thì chúng ta ghi chép lại, khỏi cần phải học. Bởi vì thời gian ngày nay ngày mai thi rồi, học không có kịp. Vì vậy mà xin vô di thông cảm quý đồng đại chúng ta cái hiến chương. Ngày mai lỡ có vô trong cái câu thi, bởi vì dám tổng giám thị cho cái câu thi, chúng ta không biết là có cho cái câu thi thử hiến chương không. Nếu có thì quý ông đạo học không kịp thì chúng ta có thể tạm thời chúng ta viết vô, và không viết cũng không có sao, bởi vì thi thử mà. Rồi ngày thi chính thức tức là thứ hai tới thì sẽ có. Chính vì vậy phải học thuộc lòng nha quý đồng đạo. Hiến chương và 4 chương trình đạo sự trọng tâm, quý đồng đạo chúng ta ráng. À, quý ông đạo ghi chép xong chưa? Chưa thì quý ông đạo cứ ghi đi, mình còn có 1 câu nữa là xong rồi. Dạ. Bây giờ dự thính, đồng đạo nào nháy âm nhí của mình nè. Dự thính là gì? Có nghĩa là chúng ta không có đủ tuổi chính thức. Chúng ta vào chúng ta học, chúng ta nghe để chúng ta hiểu đạo, chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Vì vậy mà không có cấp giấy chứng nhận, nhưng mà có cái phần quà của ban tổ chức. Chính vì vậy mà quý đồng đạo thi, cố gắng thi để ban tổ chức sẽ chọn ra một cái vị thủ khoa nhí U1, U2. Nếu là lớp đông nha quý vị, lớp đông thì chúng ta sẽ chọn y như vậy. Rồi quý đồng đạo chúng ta sẽ được cái phần quà của ban tổ chức. Cái ngày đố vui liên quan thì ban tổ chức sẽ phát quà cho quý em học viên nhí. Và cái ngày chính thức thì cái ngày bế giảng là học viên nhí mình không có nhận quà nữa. Chúng ta đánh chơi cho vui thôi, ha, được chưa? Vì vậy mà học viên nhí chỉ thi có một lần thôi là ngày mai. Tất cả học viên nhí thi là thi chính thức. Còn học viên dự chính thức là ngày mai thi thử. Và thứ hai tuần sau chúng ta sẽ vào thi chính thức lại. À, rõ chưa quý vị? Chứ không phải là chúng ta ngồi trong lớp rồi thấy mình nhí, thấy mình nhỏ con, tưởng đâu mình là nhí, rồi tới chừng thi cái bữa thi thử thì có, mà thi thiệt không có là mất cái phần ưu tiên của mình nghe quý đồng đạo, mất quyền lợi rất lớn. Bởi vì học viên chính thức thì sẽ có chụp hình, có chụp hình, có làm giấy chứng nhận và cũng có phát quà của khóa. Y như học viên nhí thì không có chụp hình, không có phát giấy chứng nhận, nhưng mà có phát quà của khóa. Quá nhỏ thì thôi chứ biết làm sao. Tại vì mình dự thính là gì? Có nghĩa là đồng đạo chúng ta biết chữ được từ đó là 11, 12, 13 thôi.
còn nhí nhí đâu có nhận đâu cô. Nhí nhí quá thì đi đến đây nó chỉ khóc, nó làm ồn thôi chứ nó không có học hành gì được đâu. À vậy vậy mà nhí là khoảng 13, 12, 11 là được rồi. Còn nhí nhí quá thì làm sao mà viết bài được. À, uống sữa đó còn chưa dứt sữa nữa sao học. Dạ thì kệ cho em nó tới đây nó viết Nam Mô A Di Đà Phật thì nó viết. Rồi nữa ban tổ chức cũng khích lệ tinh thần cũng tặng quà cho em. Dạ. Dạ. À quý bạn giấy của mình ráng nha. Bởi vì quý em đó mặc vào còn nhỏ, nhưng mà quý em là cái tương lai của đạo Pháp, là mầm non của đạo không đó. Chính vì vậy mà chúng ta ráng, mình phải tin tiêu, phải quý các em nhỏ, quý đồng đạo à. Bởi vì sao sau này đó, cái tuổi già chúng ta đã qua hết rồi, mà nếu không có những em nhỏ kế thừa đó thì đạo chúng ta sẽ không phát triển được. Vì vậy quý em nhỏ là tương lai của đạo Pháp chúng ta. Quý đồng đạo đến học thì mặc dầu nhỏ hơi ồn ào lắm, nhưng mà mình phải biết đó là nâng niu các em, phải nhắc nhở các em từ chỗ đó, rồi sau này các em có duyên rồi đó thì qua những cái thời gian sau các em sẽ là người hữu ích cho đạo chúng ta rất lớn. Quý đồng đạo, quý đồng đạo biết chưa, có lớp nào mà học viên quậy bằng cái lớp Khánh An? Chúng tôi nhớ lại cái lớp Khánh An, quý đồng đạo biết không, cách đây khoảng 7 năm về trước tôi nói nó vô nó ngồi học một cái rồi, quý đồng đạo biết không, nó nói chuyện không ai mà chịu nổi chân á, rồi rút cái tạp khoe dục qua dục lại, xếp cò xếp chim, bắt đầu luyện với nhau chơi. Rồi tới trận đang học, giáo lý viên đang giảng bài, ở dưới nó đứng nó hù lên một cái nó bỏ nó đi, giống như là cái bài chim mà tấp bay vậy đó quý đồng đạo. Cái mình kìm mở lại, các em ơi gắng ngồi học chút xíu nữa đi rồi sẽ xong, con đói bụng quá rồi, con chịu không nổi cho con đi ăn mới được. Quý đồng đạo thấy như vậy đó. Nhưng mà hôm rồi đây, mới cái tháng rồi chúng tôi về thuyết giảng Khánh An, quý đồng đạo ơi thấy thương vô cùng, rất nhiều em trẻ đến dự. Có em này đến là đọc 8 đều răng cấm, còn nói cô ơi con nhớ con không, cái mình hơi quên, con là hồi đó là học sinh nhí của cô nè, mà mình thấy hồi đó nó quậy chưa từng có, mà bây giờ ít lại như vậy đó quý đồng đạo. Thế nên quý đồng đạo mình lớn tuổi mình chịu khó một chút ráng, nhưng mà em nó đến đây rồi, nó tạo cái duyên rồi đó, sau này cái đạo chúng ta họ gắt nhờ các em đó. Thế nên chúng ta ráng, bởi vì ngày xưa Đức Phật nói có 4 điều mà chúng ta không được xem thường đó. Là gì quý đồng đạo? Một cái vị hoàng tử khi còn nhỏ không được xem thường, bởi vì một cái vị thái tử này còn nhỏ, nhưng mà lớn lên thì sao? Lớn lên sẽ là một vị vua trị vì thiên hạ. Cái thứ hai là một cái đốm lửa khi còn nhỏ, khi mà cái đốm lửa dầu nhỏ không được xem thường, bởi vì chúng ta thấy không, một cái tàn khúc thôi nó rơi vào trong cái sọt rác thì sao, cũng cháy hết cả mấy căn nhà, phải không quý đồng đạo? Rồi một cái con rắn độc khi còn nhỏ không được xem thường, bởi vì sao? Mặc vào con rắn độc này nó nhỏ nhưng mà nó cắn thì sao, chết người. Rồi một cái vị tu sĩ khi còn nhỏ không được xem thường, bởi vì sao? Thầy cho biết là người nào đâu có Phật tánh là các chúng sanh đều có như ta, ai cũng có cái tánh Phật hết, nhưng mà còn nhỏ mà đã giác ngộ tu, đã học đạo thì sao? Tức là cái Phật tánh đó, cái hạt giống Phật đó nó đã nứt mầm rồi quý đồng đạo à, đã nứt mầm rồi thì sớm muộn gì cũng lên cái quả Phật ở tương lai. Thế nên mình không được xem thường. Và quý bạn nhỏ của chúng ta đừng có tự ti mặc cảm, nghĩ rằng mình nhỏ như vậy chắc không có làm được chuyện gì đâu, rồi đến đây rồi chúng ta không lo. Thế nên quý đồng đạo ơi, tất cả chúng ta ai cũng là người có tâm Phật, có tánh Phật, thì để chúng ta biết áp dụng thực hành, nhất là nghe theo lời giáo lý của Đức Thầy rồi, thì cái hạt kia sớm muộn gì cũng nứt mầm, cũng trổ qua kết quả quý đồng đạo à. Thế nên phải ráng nha. Thầy mình nhắc là người nào đâu có Phật tánh là đó, xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận, hạt mùa tiết giống kia bất luận thải mọc mầm, trổ lá mới màu, trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ ha. Thế nên mình ráng thầy đó, thầy nói để động viên tinh thần mấy em thôi. Nhưng mà bây giờ còn một câu cuối cùng, à quý đồng đạo mình chép bài chưa, xong chưa, xong bây giờ chúng ta đi vào cái câu cuối cùng là hiến chương hay là kiến nghị và tâm đắc. Ban giám thị chúng tôi sợ quý đồng đạo khó thuộc, chế như vậy mà in sẵn trong cái tờ giấy luôn, quý đồng đạo chỉ cần học bao nhiêu đó là được rồi. Nhưng mà cái bút bốn chương trình thật sự đó nó gọn quá, chúng ta xin nói rộng thêm. Bây giờ hiến chương là gì, tầm quan trọng của hiến chương nè, chúng tôi nhắc tới nhắc luôn cho quý ông đạo dễ thuộc nè. Hiến chương đây là cái từ ngữ không thể xé ra nghe quý ông đạo, có đồng đạo chúng ta định chữ hiến là gì, chữ chương là gì thì không phải. Bây giờ chúng ta nói gọn, hiến chương là văn bản đạo quy, quý ông đạo thấy trong tài liệu không, à hiến chương là văn bản đạo quy, văn bản gốc
có giá trị pháp lý cao nhất của giáo hội về mặt thế tục được nhà nước công nhận và bảo hộ. Đó, chúng ta định nghĩa vậy nha. Hiến chương nó là cái văn bản đạo quy. Văn bản đạo quy tức là cái văn bản gốc đối với đồng đạo. Văn bản gốc. Hiến chương là văn bản đạo quy, văn bản gốc có giá trị pháp lý cao nhất của giáo hội về mặt thế tục. Tại sao mà nói có pháp lý cao nhất về mặt thế tục với đồng đạo? Bởi vì về cái mặt tâm linh đó là cái sấm dạng giáo lý Đức Thầy chúng ta mới là cái văn bản cao nhất của giáo hội chúng ta, phải chú ý không đạo? Thì ơi, ta nói rõ nè, hiến chương là văn bản đạo quy, văn bản gốc có giá trị pháp lý cao nhất của giáo hội về mặt thế tục được nhà nước công nhận và bảo hộ. À, rồi cái tầm quan trọng của nó là sao quý đồng đạo? Hiến chương quy định những điều cốt tủy. Cốt tủy là sao? Cốt tủy là những cái điều then chốt, những cái điều cơ bản nhất. À, hiến chương quy định những vấn đề cốt tủy trong một tổ chức tôn giáo. À, quy định cái tầm quan trọng của nó đó. Tầm quan trọng nè. À, nó quy định những cái điều cốt tủy phải không? Hiến chương tầm quan trọng của nó là nó quy, nó là sao không đồng? Tầm quan trọng của nó là nó quy định những vấn đề cốt tủy, những điều cốt tủy không à. Cốt tủy là cái vấn đề then chốt cơ bản nhất. À, trong cái con người chúng ta thì sao? Cái tủy xương của mình á, cái xương sống của mình á là cái bộ phận nòng cốt nhất phải không? Vì vậy ở đây hiến chương nó quy định những vấn đề cốt tủy trong một tổ chức tôn giáo. Trong một tổ chức tôn giáo nè. Thì quy định như thế nào? Quy định đó là quy chân quy định những vấn đề cốt tủy trong một tổ chức tôn giáo như đường hướng hành đạo nè. Quy định về cái đường hướng hành đạo như thế nào? Còn quy định về lễ nghi, về tín đồ như thế nào mà nó phải hợp với cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Các em đạo thấy trong đó ghi rất rõ không? Hiến chân quy định những vấn đề cốt tủy trong một tổ chức tôn giáo như là đường hướng hành đạo, quy định về tôn trị giáo lý, về lễ nghi, về tín đồ phải phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo. Đó là tầm quan trọng của nó. Và hiến chương này thì sao nữa quý ông đạo? Hiến chương này là hiến chương nữa quý ông đạo nhiêu đó thôi. Và bốn chương trình đạo sự nè. Hiến chương này có hiệu lực trong vòng 5 năm là một nhiệm kỳ đó quý ông đạo. Tức là một nhiệm kỳ thì người ta sẽ có quyền sửa đổi hiến chương. À, mà chỉ có tại hội đại biểu các toàn đạo mới được quyền sửa đổi hiến chương. À, chúng ta nhớ ba ý phải không? Ý thứ nhất là chúng ta định nghĩa hiến chương xong rồi. Cái quy định là những cốt tủy, những vấn đề cốt tủy. Vậy hiến chương này là nó có hiệu lực trong vòng 5 năm. Chỉ có đại hội đại biểu các toàn đạo mới được quyền sửa đổi hiến chương. Và tất cả từ trung ương, ban trị sự cơ sở và tín đồ phải chấp hành theo cái bản hiến chương này. Đó là xong cái hiến chương. Bốn chương trình đạo sự trọng tâm. Cái này trong tài liệu mình có hết rồi, trong tờ giấy á, cái đồng đạo chúng ta khỏi cần ghi chép. Chúng ta ghi lên đây để chúng ta nhắc đi nhắc lại với đồng đạo mình dễ thuộc thôi. Bây giờ bốn chương trình đạo sự. Đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương. Bốn chương trình đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương thì nó gồm có bốn ban phải không ông đạo? Thứ nhất là phổ truyền giáo lý. Phổ truyền giáo lý để chi? À, thứ nhất là phổ truyền giáo lý nè. Đó, bây giờ đồng đạo nào chúng ta học nhiều không nhớ, nhớ nhiều không nổi thì sao? Chỉ cần nhớ đạo sự thứ nhất là phổ truyền giáo lý. Rồi đồng đạo nào hiểu được phổ truyền giáo lý để làm gì? Để phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Phổ truyền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức, góp phần phát huy giá trị đạo đức. Phổ truyền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa, tinh hoa
văn hóa dân tộc. À, phổ truyền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc. Đó là đạo sự thứ nhất. Đạo sự thứ hai là đạo sự từ thiện xã hội. Từ thiện xã hội để chi? Để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể nhân sinh. Đạo sự từ thiện xã hội để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể nhân sinh. Cái phúc lợi toàn thể nhân sinh. Chúng ta từ thiện xã hội, đạo sự thứ hai là từ thiện xã hội để mà đem lại cái phúc lợi cho toàn thể nhân sinh. Thứ ba là đạo sự tổ chức và nhân sự. Thứ tư là tổ chức và nhân sự để làm gì? Để kiện toàn tổ chức, phát huy giá trị. Để chúng ta kiện toàn tổ chức và làm gì đây quý ông đạo? Phát huy nỗ lực để xiển dân chánh pháp theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Kiện toàn tổ chức, đạo sự tổ chức nhân sự nhằm để kiện toàn tổ chức, để kiện toàn tổ chức, tổ chức kiện toàn tổ chức để mà phát huy nội lực. Kiện toàn tổ chức phát huy nội lực xiển dương chánh pháp. Kiện toàn tổ chức phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp. Theo đường hướng gì đạo pháp gì dân tộc. Đạo pháp quy dân tộc. Đó, bây giờ đồng đạo mình viết dài được thì viết, còn viết dài không được thì chúng ta ghi là phổ truyền giáo lý, từ thiện xã hội, tổ chức nhân sự và kiểm soát. Bây giờ thứ nhất là phổ truyền giáo lý nè, thứ hai là từ thiện xã hội nè, thứ ba là tổ chức và nhân sự nè, thứ tư là đạo sự kiểm soát. Kiểm soát, kiểm soát để làm gì? Kiểm soát đó là chúng ta giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực. Kiểm soát để mà chúng ta giữ gìn sự trong sáng, gìn sự trong sáng, trong sáng vốn có của nền đạo. Quy đạo pháp vì dân tộc. Ở dưới đây là kiểm soát, hay là giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực biến tướng nè. Hiện tượng tiêu cực biến tướng. Chúng ta ghi vào đó là bốn cái đạo sự trọng tâm đó. Chúng ta nhớ lại bốn cái này là chính ha, còn chúng ta mở rộng ra được thì mở rộng, còn không thì chúng ta ghi bốn cái này trong cái tài liệu tờ giấy ôn thi của mình đó. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần tâm đắc kiến nghị. Hiến chương bốn chương trình đạo sự có một điểm một phần nghe quý đồng đạo, có một điểm mà rồi cái tâm đắc nè, kiến nghị một điểm nữa là hai điểm. Tiếp đến thôi quý đồng đạo mình ghi đi.
mình và sau đó có kiến nghị gì về nội dung chương trình và những vấn đề có liên quan. Kiểm soát này là quý đồng đạo, chúng ta nhớ thêm một cái chữ Trấn Hưng nữa quý đồng đạo. Trấn Hưng, Trấn Hưng và giữ gìn sự trong sáng đó. Trấn Hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. Kiểm soát là để Trấn Hưng, Trấn Hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. Rồi xong chưa? Dạ xong, chúng ta bôi ha. Quý đồng đạo viết cho chữ chậm đó, chúng ta có lời khuyên, khuyên sao? Mình ghi cái ý này thôi, bốn ý này thôi được rồi. Y như cái câu phía sau cái tài giấy ôn thi của mình là được rồi đó. Bởi vì sao quý đồng đạo? Viết cho nhiều mà không thuộc cũng như không à. Bởi vì viết chậm là học không có thuộc quý đồng đạo. Cái trình độ của chúng ta ít, chúng ta lớn tuổi. À, chúng ta viết nhiều, chúng ta học không thuộc đó, nó gấu chúng ta lắm. Thì vậy chúng ta ghi bốn ý này được rồi. Bốn chương trình đạo sự là từ thiện xã hội, tổ chức nhân sự, kiểm soát và tổ chức nhân sự và kiểm soát, bốn ý này là được rồi. Còn quý bạn trẻ của mình, quý đồng đạo có năng lực hơn thì chúng ta hãy giải thích ra nha. Rồi. Hai bài cúng trước bàn thờ ông bà và bàn thờ Phật, trong đó gồm có bài quy y và bài ngũ nguyện cầu, được chưa? Rồi thầy xong thì ngày mai chúng ta chỉ là sáng chúng ta sẽ thi, còn buổi chiều chúng ta học hiến chương, rồi sau đó thì tới thứ tư đó, qua ngày sau là thứ tư chúng ta nghỉ, rồi vào thứ hai chúng ta sẽ thi chính thức và thứ ba thẻ liên quan đố vui đọc 8 điều răn cấm. Và tới tiếp tục nữa là thứ tư thì chúng ta bế giảng. Vì vậy lớp học mình chỉ còn có mấy ngày hả quý đồng đạo à, mấy ngày thôi. Do đó mong rằng quý đồng đạo chúng ta về nhà cố gắng học bài để chúng ta đáp lại phần nào công ơn của ban tổ chức quý vị ơi. Ban tổ chức hết sức là cực khổ vất vả lo cho lớp chúng ta từng cái bữa ăn, từng ly nước mát. Vì vậy quý đồng đạo phải cố gắng học để đáp lại cái công ơn của ban tổ chức và nhất là cái công ơn của thầy tổ chúng ta đã hết lòng vì chúng sanh mà phải cực khổ vất vả xuống cõi trần này. Thế nên đức thầy rất mong chúng ta cố gắng học để đừng có phụ tấm lòng của thầy quý đồng đạo à. Thầy chúng ta từng nhắc ai người tâm đạo từng con phụ thầy đó, mà muốn không phụ thầy thì chúng ta phải cố gắng học, cố gắng hành để áp dụng theo lời dạy của thầy. Thôi thì cái buổi chiều hôm nay thì cái chương trình học đến đây đã tạm xong. Trước khi rời khỏi diễn đàn cũng không biết nói sâu hơn, xin thành tâm cầu nguyện với ơn trên đức Phật các thầy ban bố phước lành cho tất cả quý cô bác đồng đạo lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên bản, nhất là cố gắng học tập cho đến ngày cuối khóa ai cũng đạt được thủ khoa hết. Thôi mời quý ông nội chúng ta đứng lên làm lễ nghi thức tôn giáo. Mời tất cả trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật. Kính thưa thôi, kính lễ đức thầy, kính thưa xong, mời quý đồng đạo chúng ta theo xếp tập vở và chúng ta bước sang nhà ăn để dùng cơm với ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà quý bạn đã xong, tiếp nhau là
hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyến khích tớ đời. Ba nhà ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ái ra mà làm đi. Giúp người đói khó như mày, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hương tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Con này bố thí cho xong, để kỳ nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ba các chợ thẩm hia, tiệm hàng thành màu nhờ dân ruộng giường.